Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Phương Thúy, đoàn viên thanh niên xã Đại Minh. Nhằm hưởng ứng cuộc thi video song ngữ Anh Việt với chủ đề Sách Người Bạn Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ nhân Ngày Sách Việt Nam. Hôm nay mình rất vui khi được giới thiệu với các bạn cuốn sách mà mình nghĩ rằng là trong chúng ta, những người trẻ tuổi nên đọc qua ít nhất dù chỉ một lần. Đó chính là cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu. Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê, ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hòa cùng lời hát hôm nay, nhịp chân bước trên con đường, ánh dương bừng sáng với chân trời xa. Vâng, và kính thưa các bạn, có bao giờ bạn đã ngồi xuống ngẫm nghĩ và đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng tuổi trẻ thì đáng giá bao nhiêu? Có bao giờ ta tự hỏi rằng trong cuộc sống ta đã làm được những gì khi còn trẻ tuổi? Đó chính là câu hỏi rất đỗi băn khoăn của các bạn trẻ hiện nay. Chúng ta thường nghĩ rằng tuổi trẻ là những ngày tháng tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất vì trong khoảng thời gian ấy chúng ta được yêu thương, quý mến và làm tất cả những gì mà mình thích. Trong thực tế, tuổi trẻ chỉ là một khoảng thời gian mà sâu trong trái tim ta là những kỷ niệm không bao giờ quên. Đó có thể là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng có thể là những sai lầm mà mình đã gây ra thời trẻ tuổi. Tất cả những điều ấy đều phụ thuộc vào sự suy nghĩ, hành động và sự bồng bột của thời trẻ tuổi. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là cuốn sách đã mang lại cho tôi cũng như mang lại cho tất cả các bạn những bài học rất đáng giá. Nó dạy cho chúng ta biết ước mơ, biết khát khao, hoài bão để từ đó hoàn thiện cuộc sống, biến thanh xuân trở nên rực rỡ hơn. Cuốn sách có 283 trang, chia làm 5 phần, xoay quanh chủ đề học, làm và đi. Tác giả cũng đã từng làm rất nhiều nơi để kiếm sống, đi nước này sang nước kia. Từ đó có những bài học mới mẻ, rút ra những kinh nghiệm đáng quý, mang đến cho chúng ta bây giờ. Một trong những câu nói của tác giả mà tôi tâm đắc nhất đó chính là chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi sống với đam mê của chính mình. Có thể nói, tuổi trẻ là khoảng thời gian chúng ta nói là làm, cố gắng rèn luyện, mài dũa bản thân để trở thành con người tài cho đất nước. Nhưng trong số đó, vẫn có một vài bạn trẻ vẫn còn chạy trong vòng tròn rỗng, không biết đi đâu, về đâu. Nhưng rất may cho các bạn khi đã tìm được cuốn sách này. Qua cuốn sách này, bạn sẽ tìm cho mình những lối đi riêng trong chính cuộc đời của mình với giải pháp đỉnh cao của tác giả chính là đam mê, sứ mệnh, sự nghiệp, chuyên môn. Tại sao chúng ta lại khép lại đam mê của mình, thay vào đó chúng ta có thể nung nấu, nuôi dưỡng để một ngày nào đó chúng ta có thể tỏa sáng trong tương lai. Hãy hành động vì đam mê của bạn, để một ngày nào đó chúng ta ngoảnh mặt lại nhìn, không phải còn rơi lệ vì hai từ giá như. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy tìm ngay đến cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu và trải nghiệm cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Bạn muốn đọc sách điện tử, bạn muốn nghe sách nói, bạn muốn xem truyện tranh, bạn muốn mua sách, tặng sách.
Tất cả đều sẽ có trên siêu ứng dụng về sách Waka, ứng dụng nghe đọc sách với hơn 20.000 nội dung đặc sắc đa dạng đề tài. Tại app Waka hôm nay, nhận ngày 3 tháng nghe đọc sách miễn phí.